Xin chào các bạn. Khi bạn có kế hoạch mua sơn epoxy về và tự thi công cho nhà xưởng của mình thì điều mong muốn nhất của bạn là gì? Có phải là tìm cho mình một đại lý cung cấp sơn epoxy chính hãng, chất lượng và điều đặc biệt đó là đơn giá thấp nhất phải không nào? Chính vì vậy, hôm nay mình làm video này và chia sẻ về đơn giá thấp nhất của từng loại sơn epoxy đang được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Video này mình sẽ chia sẻ về đơn giá của 3 loại sơn epoxy đang được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đó là sơn epoxy cho quang, sơn epoxy KCC và sơn epoxy APT. Ở đây mình xin phép chỉ chia sẻ về sơn epoxy hệ lăn, bởi đây là dòng sản phẩm sơn epoxy giá rẻ và điều đặc biệt là bạn có thể mua về và tự tiến hành thi công cho nhà xưởng của mình. Đầu tiên, mình sẽ chia sẻ về sơn epoxy cho quang. Đây là sản phẩm sơn epoxy chất lượng của hãng cho quang Hàn Quốc với đơn giá như sau. Thứ nhất là sơn lót epoxy Epoxy Primer có đơn giá là 1 triệu 900 ngàn trong một bộ 15kg. Và sơn phủ epoxy Epiflor có đơn giá là 2 triệu 350 ngàn đồng trong một bộ 20kg. Tiếp theo đó là sơn epoxy KCC, một hãng sơn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, với đơn giá sơn lót epoxy EP118 là 1 triệu 900 ngàn trong một bộ đóng gói 16 lít. Tiếp theo đó là sơn phủ epoxy ET5660 của hãng KCC với đơn giá là 2 triệu 200 ngàn trong một bộ đóng gói 16 lít. Tiếp theo đó là sản phẩm sơn epoxy APT. Đây là một dòng sản phẩm sơn epoxy cao cấp và chất lượng với công nghệ của Thái Lan. Sơn lót epoxy APT có đơn giá 1 triệu 500 ngàn đồng một bộ. Và sơn phủ epoxy hệ lăn của APT có đơn giá là 2 triệu 600 ngàn cho một bộ. Các bạn lưu ý rằng toàn bộ sản phẩm sơn epoxy do Thiên Sơn cung cấp đều là hàng chính hãng, chất lượng, có đầy đủ CO, CQ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm chúng tôi cung cấp cho bạn. Ngoài ra, khi bạn mua sơn epoxy tại Thiên Sơn, sẽ được chúng tôi hướng dẫn thi công tận tình và chi tiết, đảm bảo 100% bạn sẽ tự thi công được sơn epoxy sau khi mua hàng tại công ty chúng tôi. Trên đây là những chia sẻ của mình về đơn giá thấp nhất cho từng loại sơn epoxy. Nếu bạn đang có kế hoạch mua sơn epoxy về và tự thi công cho nhà xưởng của mình, bạn hãy liên hệ ngay với Thiên Sơn Epoxy theo số điện thoại 0906 309 569. Thiên Sơn Epoxy sẽ đem đến cho bạn những sản phẩm sơn epoxy chính hãng, chất lượng cùng một đơn giá thấp nhất. Và điều đặc biệt xin được nhắc lại để các bạn yên tâm, đó là khi bạn mua sơn epoxy tại Thiên Sơn, bạn sẽ được chúng tôi hướng dẫn thi công chi tiết tận tình, đảm bảo 100% bạn sẽ tự thi công được sơn epoxy cho nhà xưởng của mình sau khi mua hàng tại công ty chúng tôi. Cảm ơn và xin chào các bạn. Để tri ân các bạn, mình có một món quà tặng cho các bạn, đó là chuỗi 8 video bí mật giúp bạn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi thi công sơn epoxy. Mình bật mí một chút về chuỗi video này của mình. Trong quá trình làm sơn epoxy, mình gặp rất nhiều dự án mà chủ đầu tư đã phải mất những khoản chi phí hoàn toàn không đáng có bởi một số lý do như sau. Thứ nhất, sàn bê tông không đạt chuẩn cho sơn epoxy. Thứ hai, sàn epoxy bị bong. Thứ ba,
đơn giá thi công sơn epoxy quá cao. Thứ tư, đơn vị thi công sơn epoxy không chuyên nghiệp và đương nhiên bạn không hài lòng. Những vấn đề trên hoàn toàn có thể khắc phục được các bạn ạ. Đó cũng chính là nội dung của chuỗi 8 video bí mật giúp bạn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi thi công sơn epoxy tâm huyết kia của mình. Chuỗi video này mình để trong phần mô tả, các bạn hãy kéo xuống và lấy nhé. Cảm ơn và xin chào các bạn.